Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với Huế TV. Quý vị và các bạn đang xem bản tin dịch COVID-19 tại Việt Nam và trên thế giới. Thực hiện 6K. Khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tập trung, khai báo y tế, không nhập cảnh trái phép để giữ an toàn cho bạn và chúng ta trước đại dịch COVID-19. Hà Nội, thêm 4 ca dương tính SARS-CoV-2, 2 ca liên quan VV bệnh nhiệt đới. Sáng ngày 6 tháng 5, Sở Y tế Hà Nội cho biết ghi nhận thêm 4 trường hợp dương tính SARS-CoV-2 trong cộng đồng, trong đó có 2 trường hợp liên quan đến ổ dịch tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở 2, Kim Trung, Đông Anh, một trường hợp ở Đông Anh là NT, 44 tuổi, Uy Nỗ, Đông Anh, Hà Nội, là con gái đi chăm mẹ là BNH ở Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở 2.3 trường hợp tại Sóc Sơn, 2 trường hợp, NTT, 35 tuổi và HTG, 1 tuổi, ở Mai Đình, Sóc Sơn. Là F1 của bệnh nhân H ở Vĩnh Phúc, làm ở cơ sở chăm sóc sức khỏe Hoa Sen, lên thăm gặp bệnh nhân H tại Vĩnh Phúc, một trường hợp, NTB, 61 tuổi ở Tân Long, Việt Long, Sóc Sơn, là mẹ đi chăm con gái là bệnh nhân L ở Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương. Sở Y tế Hà Nội đề nghị tất cả những người đã từng đến Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 khám và điều trị bệnh, chăm sóc bệnh nhân, thăm bệnh nhân từ ngày 14 tháng 4 năm 2021 đến nay cần thực hiện khai báo y tế. Liên hệ ngay với các cơ sở y tế gần nhất để được tư vấn, hướng dẫn các biện pháp phòng chống dịch, hoặc gọi điện thoại đến đường dây nóng phòng chống dịch 0969.082.115-0949.396.115. Liên quan đến diễn biến mới của dịch COVID-19, tối ngày 5 tháng 5 Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương phát đi thông báo khẩn số 1 cho biết, hiện nay, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở Kim Trung, Đông Anh, ghi nhận một số trường hợp người bệnh, người nhà người bệnh và nhân viên y tế nhiễm SARS-CoV-2. Để thực hiện các quy định về giám sát, quản lý ca bệnh, người tiếp xúc với ca bệnh COVID-19 của Bộ Y tế, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương thông báo, tất cả bệnh nhân, người nhà bệnh nhân và người dân đến Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở Kim Trung trong thời gian từ ngày 14 tháng 4 năm 2021 đến ngày 4 tháng 5 năm 2021 cần liên hệ ngay với cơ quan y tế gần nhất để được tư vấn theo dõi sức khỏe và hỗ trợ y tế. Tính đến thời điểm hiện tại, Bộ Y tế đã công bố 22 ca bệnh COVID-19 liên quan đến ổ dịch Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương, 14 ca bệnh COVID-19 mới với mã số từ 3009 đến 3022, BN3009-3022, công bố vào tối ngày 5 tháng 5, gồm 1 nhân viên y tế, 4 người nhà và 9 bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện. Tiếp đó, 8 ca mắc mới, BN3023-3030, công bố sáng ngày 6 tháng 5, đều là các bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện. Quảng Ngãi xuất hiện ca dương tính với SARS-CoV-2 đầu tiên trong năm 2021. Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi vừa xác nhận một trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 trên địa bàn. Đây là trường hợp mắc COVID-19 đầu tiên được ghi nhận trong cộng đồng tại tỉnh Quảng Ngãi kể từ đầu năm 2021 đến nay. Sáng ngày 6 tháng 5, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi xác nhận một ca bệnh dương tính với SARS-CoV-2. Bệnh nhân là nam, 25 tuổi, quê ở xóm Vĩnh Long, thôn An Vĩnh, xã Tịnh Kỳ, thành phố Quảng Ngãi. Theo đó, ngày 5 tháng 5, bệnh nhân có triệu chứng mệt mỏi, sốt. Qua khai báo y tế, bệnh nhân có yếu tố dịch tễ đi từ vùng có dịch COVID-19 nên được cách ly tập trung. Cụ thể, ngày 28 tháng 4, bệnh nhân cùng bạn đến Ba Niu Phương Đông ở Đà Nẵng từ 23:00-30:00, sau đó bắt Grab về nhà bạn tại thôn Quang Châu, Hòa Châu, Đà Nẵng. Đến 14 giờ ngày 29 tháng 4, bệnh nhân cùng bạn đến sân vận động Chi Lăng, thành phố Đà Nẵng để gửi xe máy về Quảng Ngãi. Từ ngày 28 tháng 4 đến ngày 4 tháng 5, bệnh nhân đã đi nhiều nơi và tiếp xúc nhiều người. Tại Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Quảng Ngãi, bệnh nhân được lấy mẫu hầu họng, xét nghiệm SARS-CoV-2 và khẳng định kết quả đều dương tính với SARS-CoV-2. Hương Yên, thông tin ca bệnh liên quan đến BV bệnh nhiệt đới Trung ương. Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật, CDC, tỉnh Hương Yên vừa có thông tin về ca bệnh COVID-19 liên quan đến Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở 2, xã Kim Trung, Đông Anh, Hà Nội. Ngày 5 tháng 5, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 phường Nhân Hòa, thị xã Mỹ Hào, Hương Yên đã có thông tin về bệnh nhân dương tính với virus SARS-CoV-2 tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở 2. Bệnh nhân là bà LTNH, BN3013, sinh năm 1966, trú tại tổ dân phố Nguyễn Xá, phường Nhân Hòa, thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hương Yên. Từ ngày 23 tháng 4 năm 2021, bệnh nhân đi chăm chồng ốm đang nằm viện tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở 2. Đến 18 giờ ngày 28 tháng 4 năm 2021, bệnh nhân có về ngủ ở nhà một tối với con gái là NTLH, sinh năm 1990, và cháu ngoại NNA, sinh năm 2020, có tiếp xúc với con trai là NTD,
sinh năm 1993, con dâu DTH, sinh năm 1996, cháu nội NBT, sinh năm 2019, cháu nội NQT, sinh năm 2020. 14 giờ ngày 29 tháng 4 năm 2021 lên tổ dân phố Văn Nhuế bắt xe đi ra Viện Huyết học Trung ương cùng con gái và con trai không nhớ biển số xe. Có tiếp xúc với bà L là vợ ông DVV ở tổ dân phố Văn Nhuế là thông ra. Ngày 29 tháng 4 năm 2021 có tiếp xúc với con rể là anh NDK và mẹ anh K. Sau đó bệnh nhân ở lại bệnh viện chăm chồng. Các con về đi cùng một chuyến xe taxi của anh T ở tổ dân phố Nguyễn Xá, trên xe gồm 4 người khác. Sau đó anh D, con trai bệnh nhân, không nhớ ngày, đến nhà thầy T ở Tây Mỗ, Hà Nội xem bói. Về nhà có tiếp xúc với anh H, bà H tại tổ dân phố Nguyễn Xá và giao gạch cho anh D. Ngày 5 tháng 5, CDC Hà Nội thông báo với CDC Hương Yên về bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2 tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh, Hà Nội. Sau khi nhận được thông tin về ca bệnh, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Hương Yên đề nghị Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo thông báo ngay trên hệ thống thông tin, truyền thông các xã, phường, thị trấn, vận động tất cả người dân ai tiếp xúc với bệnh nhân trên khẩn trương liên hệ ngay trạm y tế nơi gần nhất để được tư vấn, hỗ trợ và hướng dẫn khai báo y tế kịp thời. Nếu không khai báo trung thực sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định pháp luật. Thái Bình thông báo khẩn tìm người đã đến 3 địa điểm sau. Trưa ngày 6 tháng 5, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Thái Bình phát đi thông báo khẩn số 02 tìm người có tiếp xúc với ca bệnh dương tính tại xã Bình Minh, huyện Kiến Sương. Theo đó, tất cả các công dân đi trên chuyến xe khách Mạnh Hùng tuyến bờ hồ Kiến Sương, Chợ Gốc, biển số xe 17B012.35 xuất phát từ bến xe Giáp Bát, Hà Nội. Vào khoảng 14 giờ ngày 4 tháng 5 về Kiến Sương, Thái Bình, những người đến Trung tâm Dịch vụ Việc làm Thái Bình, phường Hoàng Diệu, thành phố Thái Bình, trong khoảng thời gian từ 08 giờ đến 10 giờ, ngày 5 tháng 5, tiếp xúc trực tiếp tại bàn số 03, số 04 và phòng photo, những người đến quán nước trà đá ven đường, trước cửa công ty May Sơn Hà, xã Vũ Ninh, huyện Kiến Sương. Thêm ca nghi mắc COVID-19, Đà Nẵng phong tỏa chung cư, xét nghiệm diện rộng. Sáng ngày 6 tháng 5, Trung tâm Y tế quận Sơn Trà, Đà Nẵng, đang khẩn trương lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 cho toàn bộ người dân sinh sống tại chung cư 12T3, đường Bùi Dương Lịch, quận Sơn Trà. Khu vực chung cư này vừa phát hiện một ca dương tính lần một với SARS-CoV-2. Sở Y tế thành phố Đà Nẵng trong sáng cùng ngày xác nhận, tại khu chung cư này có một trường hợp bệnh nhân nữ nghi mắc COVID-19. Hiện trường hợp này đã được cách ly tại cơ sở y tế. Bệnh nhân nữ này trước đó làm việc tại quán Ba New Phương Đông, nơi ghi nhận một trường hợp người Đồng Nai nhiễm COVID-19, cũng làm việc ở quán Ba này trước đó. Theo ghi nhận của phóng viên trong sáng 6.5, tại chung cư 12T3, lực lượng chức năng đã có mặt tại đây để tiến hành lấy mẫu xét nghiệm cho các hộ dân, đồng thời phong tỏa, hạn chế người ra vào chung cư. Liên quan đến trường hợp người Đồng Nai nhiễm COVID-19 khi đang làm việc ở quán Ba New Phương Đông, chính quyền Đà Nẵng đã lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho khoảng 300 nhân viên tại quán Ba này. Trong sáng cùng ngày, lực lượng chức năng tổ chức phong tỏa khu vực quán bar đồng thời phun thuốc khử trùng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã xem các chương trình của Huế TV. Nếu thấy video có ý nghĩa, xin vui lòng like, share, comment và đăng ký kênh Huế TV.